nên đo khám mắt ở bệnh viện hay là ở showroom mắt kính? Ngày hôm nay Khang cùng Huyền đi tìm hiểu đâu sẽ là nơi để đo khám mắt phù hợp với bạn. Thực tế là không cần phải suy nghĩ nhiều, chắc chắn câu trả lời đó là bệnh viện. Tuy nhiên, để có nhiều thời gian để được thăm khám tại bệnh viện thì có rất ít người có thể làm được việc này. Đó là lý do tại sao mà rất nhiều những showroom mắt kính, cơ sở đo khám lại xuất hiện trên thị trường. Hôm nay hãy cùng Huyền đi tìm hiểu một showroom rất là đặc biệt thì sẽ giới thiệu cùng cho các bạn nha. Đi thôi. Đầu tiên chắc chắn là tiết kiệm thời gian. Bạn chỉ cần đặt lịch và sau đó là đi đến cái nơi mà bạn đặt lịch là bạn có thể thăm khám được. Tiếp theo nữa là bạn có thể lựa chọn một cơ sở hoặc là một showroom nè, tiện trên đường đi làm, gần nhà hoặc là dễ dàng di chuyển và có uy tín. Và việc của bạn đó là chỉ việc chạy xe đến, đá trống xe và đi thẳng vào showroom tiến hành đo khám ngay thời điểm đó. Điều thứ hai đó chính là các cái máy móc này gần như là hoạt động auto 100% và để giảm thiểu được cái sự sai sót trong quá trình thao tác bằng tay thì đây là một trong những cái điểm sáng của cái nơi này các bạn cần có thể khám phá ha. Điều thứ ba đó chính là nhân viên. Khách hàng thường xuyên lo lắng bởi đo mắt tại những cơ sở như là showroom này. Tại đây thì khách hàng hoàn toàn yên tâm về việc đo khám mắt thì được thực hiện bởi các bạn cử nhân khúc xạ nhãn khoa tốt nghiệp tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Còn đối với các chuyên gia tư vấn, các bạn được đào tạo bài bản nè, cũng như là được hướng dẫn bởi các hãng trồng nên khách hàng có thể đảm bảo được việc đó là thông số thì chính xác. Còn đối với trồng kính thì khách hàng đảm bảo về việc đó là có thể đeo kính một cách thoải mái nhất và không có vấn đề gì. Điều thứ tư đó chính là đa dạng về mẫu mã, về gọng kính cũng như là trồng kính, độ số có cao đến thấp hay là bạn yêu thích rất là nhiều loại trồng kính, gọng kính khác nhau thì ở đây hoàn toàn có thể đáp ứng. Gọng kính có thể là kính tròn, kính chữ nhật, kính mắt mèo, đa dạng về các thương hiệu. Trồng kính thì có đầy đủ tất cả các trồng kính có chiết xuất cao, chiết xuất thấp, chống ánh sáng xanh, tia UV hoặc là đơn giản hơn là trồng đổi màu rất là thời trang, thời thượng ở đây thì hoàn toàn có thể đáp ứng cho tất cả các bạn. Lưu ý khi đo khám ở những cơ sở này thì bạn cần phải lựa chọn một cái cơ sở có uy tín nè. Đặc biệt là Huyền có biết một cái địa chỉ mà có thể dành cho các bạn, đó là số 156A Trần Quang Khải, phường Tứ Định, quận Nhất, đó là kính Hải Triều. Tại đây các bạn vừa được đo kính nè, khám mắt nè, ngoài ra là yên tâm việc đó là mình có thể chắc chắn sử dụng được kính. Trong trường hợp không sử dụng được kính do là không quen với độ số thì có thể được bảo hành và đặc biệt hơn là Huyền được an tâm được nâng cao tại đây. Hy vọng rằng các bạn có thể lựa chọn đây sẽ là một trong những cái showroom để trải nghiệm cho việc đo mắt ha.